Nó có 7 loại thẻ: Text, Form, Media, List danh sách, Table, Hyperlink. Mục chọn là 7 loại. Cái này chui tít dưới tuổi thằng cao cao thì xuống dưới nó ngồi, mình lên trên mà ngồi, nó thuộc ngồi trong cổ. Từ sau đứa nào đụng cho vào cổ ai cũng chết. Không nhiều lắm. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 25, 26, 27, 28, không nhá. Rồi, xóa nhá. Được 3 hôm rồi, chúng ta có để ý là chúng ta có hai cách dùng thẻ ATM. Một cách là dùng có thẻ thẻ mở này và có thẻ đóng này. Đúng không? Cách còn lại là có thể mở thôi. Dùng cái thẻ để input xong cái gì đấy ở trong còn đóng luôn, hoặc là thẻ BR này, đúng không? Tóm lại nó có hai kiểu. Tại sao người ta lại sinh ra hai kiểu này? Liệu cái thẻ này nó có, nó không biết được như này không? À, quên nhầm, như này biết được không? Có, tất nhiên, nhưng mà nó sẽ là hai thẻ, đúng không? Thì chúng ta lưu ý cho tôi, không phải tự nhiên chúng ta dùng như này. Cái cách dùng có thẻ mở, thẻ đóng này, nó là quy định cho những cái thẻ nó có thể chứa những cái thẻ khác ở trong. Được không? Nó là những cái thẻ có thể chứa được những cái thẻ khác ở trong, nó là có thể là bao phủ, nó bao, nó là những cái thẻ ở trong có thể bao phủ được, tạo thành một cái vùng chọn, ở một vùng, tưởng là vùng, một cái vùng ô nào đấy ở trên cái trang ATM được. Ví dụ trong thẻ Technoria nhé, trong thẻ tích rồi này, các bạn hoàn toàn có thể viết được thẻ H1, H2, H3, H4, tất cả thẻ tích nằm ở trong cái thẻ tích rồi này được. Bạn thử mà xem, sẽ viết được qua rồi, nó sẽ xuất hiện cái chữ ở trong cái vùng các bạn viết chữ ấy, nó chuyển thành cái chữ in đậm. Đó, thì các bạn có thể hoàn toàn có thể viết được những cái vấn đề đấy ở trong, hay thậm chí là ví dụ như thẻ A, thì chúng ta có cái thẻ A đúng không? Thẻ A grab ấy, nó vẫn rất là thẻ đóng thẻ mở như này, nhưng thực tế ra ở trong thẻ A thì các bạn hoàn toàn có thể viết được cái bản thân. Viết bình thường, được chưa? Tức là nó có thể chứa được những cái thẻ khác hoặc những nội dung nằm ở trong nó. Còn những cái thẻ như kiểu là thẻ input này, thẻ BR này, thẻ HR này, thẻ IMG này, các bạn thấy nó có thể nó chứa cái gì ở trong? Nó chỉ chứa duy nhất cái nội dung của nó rồi, được chưa? Nó chỉ chứa cái nội dung của nó ở phía trong thôi, cho nên nó không chứa được những cái thẻ khác và chúng ta có thể hoàn toàn có thể kết thúc nó ngay đến cuối của thẻ đó, được chưa? Đây là phân biệt hai cách viết vì sao người ta viết như vậy. Ok, dễ đúng không? Phần tiếp theo này, chúng ta
Bây giờ sẽ đến những cái phần làm quen với những cái thứ ví dụ như kiểu là input. Đây là của thẻ nhá, cái này là tên thẻ này. Tiếp theo là những type bằng text chẳng hạn. Đúng không? Đóng vào như này. Được chưa? Thì tôi giới thiệu với các bạn những phần tiếp theo lý thuyết của chúng ta nó sẽ là cái thẻ của chúng ta, cái toàn bộ cái nội dung thẻ này người ta gọi là một cái element, một cái phần tử. Một cái thẻ HTML là một phần tử. Trong phần HTML, trong cái element này nó sẽ bao gồm hai thành phần. Thành phần đầu tiên là thành phần tag name. Tag là thẻ, name là tên, thì là tên thẻ, nó chính là phần này. Được chưa? Hay thậm chí các thẻ div, những cái thẻ mà kiểu là dạng đóng mở ấy. Được chưa? Thì đây, thành phần này, nó là tag name. Được chưa nhỉ? Để cấu thành một cái element thì chúng ta có thành phần đầu tiên là tag name này. Sau đó thành phần thứ hai để cấu thành một cái thẻ, nó là các attribute. Các nhé, các attribute hay còn gọi là các property. Các property. Được chưa? Đây là hai thành phần chính xây dựng cái thẻ của chúng ta. Cái này gọi là cái property. Cái type là một cái property. Được chưa? Còn cái tag name nó là cái thứ quan trọng nhất để định nghĩa rằng cái thẻ. Còn cái property nó sẽ quy định các cái thuộc tính của thẻ nó sẽ bao gồm cái gì. Ví dụ chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà chúng ta input type bằng text thì nó sẽ hiển thị một cái ô để giúp cho chúng ta viết chữ ở đây, đúng không? Rồi input type bằng password chẳng hạn thì nó cũng là input dạng text, nhưng mà khi chúng ta gõ chữ nó sẽ chuyển về dấu sao, tất cả chữ của chúng ta chuyển hết về dấu sao. Được chưa? Chúng ta thậm chí là có kiểu là input type button. Input type button thì nó sẽ chuyển cái hình như bình thường chúng ta cứ mặc định là cái input của chúng ta nó là cái ô để chúng ta nhập chữ vào, đúng không? Nhưng thực ra không phải thế. Ngoài cái input để nhập chữ, nó có thể là cái button hoặc radio hoặc checkbox. Được chưa? Đấy là tác dụng của attribute. Xong chưa? Attribute nó sẽ giúp cho cái thẻ của chúng ta nó thay đổi về hình thái, thay đổi về giá trị. Được chưa nhỉ? Khi mà chúng ta set up những cái thuộc tính này. Được chưa? Hình dung chưa nhỉ? Đấy là giá trị của attribute. Thì bây giờ tôi, tất nhiên những cái attribute này nó sẽ còn sâu hơn nữa, chứ nó không chỉ đơn giản như thế này. Sâu hơn ở đâu? Thế tạm thời xóa phần này đi nhá. Những cái attribute của chúng ta ấy thì nó có, nếu theo bản thân tôi đây kinh nghiệm thôi chứ không phải là sách vở mà. Với attribute chúng ta có hai loại chính. Loại thứ nhất, đây là attribute này. Attribute chia làm hai loại chính. Loại thứ nhất là loại default, tức là những attribute có sẵn và được HTML áp dụng. Nó là những cái attribute thuộc về cái thẻ đó. Ví dụ như thẻ img nó để hiển thị ảnh, nó có cái thuộc tính attribute là src, đúng không? Thẻ a có cái href, để khi mà kích vào thẻ a thì nó sẽ link chuyển cái đường dẫn của chúng ta sang cái text nằm ở trong href, đúng không? Thẻ input có thể hiển thị dạng button chỉ khi là nó có cái type bằng cái chúng ta viết chữ button vào trong đấy. Được chưa? Thì cái type quan trọng là cái type nó là cái thuộc tính là được định nghĩa sẵn của cái HTML áp dụng cho các cái thẻ. Được chưa nhỉ? Đó là cái đầu tiên là cái attribute dạng default. Xong đi nhỉ? Loại thứ hai là attribute thứ hai. Đây cho nên ngồi vào này. Đây đây. Giới thiệu sau. Em đi vượt cái lab đi. Không thì không có gì dùng đâu. Em bảo set up cho cái máy cây đi, không thì không đủ máy dùng đâu. Được chưa? Rồi ok, các bạn ghi chép vào nhé. Loại attribute thứ hai nó sẽ là loại attribute custom. Custom là loại attribute tùy chỉnh. Cái này là chúng ta thích tạo cái attribute nào, chúng ta tạo thích lưu cái gì thì lưu. Được chưa? Nó thích vẽ rồi thì nhìn vào đây thì vẽ. Nó chẳng ảnh hưởng đến cái thẻ của chúng ta. Nhưng mà cái thằng này các bạn phải dùng nó
các bạn phải hiểu và dùng nó, thì sau này các bạn sang gì JavaScript hay là học thêm những cái phần cao hơn, đặc biệt là với JavaScript thì từ những cái custom attribute này thì cái file, cái thẻ HTML của bạn này nó có thể chứa dữ liệu vô tận, gần như là chứa dữ liệu vô tận, các bạn có thể chứa rất là nhiều dữ liệu trong đấy, thích chứa cái gì thì chứa, được chưa nhỉ? Đó, đấy là khái niệm về attribute và tag ở trong cái thẻ HTML. Tiếp tục nhá, xong đi đây chưa? Có vấn đề thì không hiểu hỏi luôn nhá. Có ai không hiểu gì không? Trừ bạn mới. Rồi, tiếp này. Chúng ta sẽ đến với những cái attribute quan trọng và tác dụng của nó đến các cái thẻ HTML của chúng ta. Chúng ta đi từ text trước nhá. À quên nhầm, thì quên, tôi sẽ nói qua những cái attribute mà nó có tác dụng chung cho tất cả các thẻ trước. Ví dụ chúng ta có attribute là width, đây là chữ W nhá, width và height. Ai có chữ này này, hình như họ chẳng biết. Đây là số nhá, số nhá. Width là quy định chiều rộng, width là quy định chiều rộng của thẻ, giờ height là quy định là chiều cao của thẻ. Xong chưa? Cái này cực kỳ dễ, nên là phải nhớ. Chúng ta có attribute nữa, đó là cái ID và class. Hai thằng này nó sẽ cực kỳ quan trọng sau này khi mà chúng ta sang phần CSS và JavaScript, thì hai thằng này cực kỳ quan trọng. Cái ID không? Cái ID này nó là cái, nó giống như kiểu là cái chứng minh thư. Cái ID là viết tắt của identity mà. Thì identity nó chính là cái chứng minh thư của chúng ta khi mà ra nước ngoài, người ta gọi là ID card. Được chưa? Thì nó chính là cái số, là cái chứng minh thư của mình. Mà cái số chứng minh thư của chúng ta xem cả nước có ai cùng nhau không? Đó, được chưa? Cái ID này nó sẽ là cái một cái tên, một cái đoạn text, một con số nó lên để xác minh được cái thẻ của chúng ta là cái gì. Nó là duy nhất. Được chưa? Còn cái class nó là cái lớp. Thực ra mình gọi class là lớp thì hơi bố láo. Gọi class thì nó dạng là cái để giúp chúng ta quy định về cái thuộc tính hiển thị của cái thành phần. Thì cái này chúng ta cứ tạm thời biết thế đã, có class đã. Sau này chúng ta học về CSS sắp tới ngay đây thôi là chúng ta sẽ hình dung ra cái class nó là cái gì. Thế chưa nhỉ? Chúng ta còn có một cái thuộc tính nữa là style. Style bằng string ở trong này này. Thì chúng ta cái style này nó sẽ giúp chúng ta quy định cái cách hiển thị của cái thẻ của chúng ta. Đó là như nào? Chúng ta thích nó thành hình vuông thì hình vuông, thích thành màu đen thì màu đen, màu trắng xanh đỏ tím vàng, màu đen trắng của một thứ kiểu phông chữ các thứ luôn. Tất cả bây giờ quy cái thẻ này nó giúp chúng ta quy định về cái cách hiển thị của cái thẻ HTML của mình. Được chưa? Đó là những cái thẻ, những cái chi của các bạn bắt buộc phải biết. Đó là những cái thứ mà chung nhất, thẻ nào cũng có thể sử dụng được. Width, height, ID, class, style là những cái chung nhất. Tiếp theo chúng ta đến với những cái attribute nó sẽ đi kèm với các cái thẻ. Thì chúng ta có các cái thẻ về text. Các cái thẻ về text này chẳng có cái attribute đặc biệt. Không có cái attribute nào đặc biệt thuộc về nó. Không có. Thì chúng ta cũng có thể dùng width, height kiểu như cũ. Không có. Loại thẻ về list thì chúng ta với OL với UL thì chúng ta đều có cái type, đúng không? Đều có cái type. Type với OL thì nó có thể là chứa chữ A này, chứa số 1 này, chứa số là mã này. Thì những cái đầu của LI nó sẽ quy định những cái số từ, ví dụ như kiểu là nếu mà để A này, để cái type là A cho cái thẻ OL thì chúng ta sẽ có cái các cái li nó sẽ bắt đầu bằng a b c d, đúng không? Đó, nếu để bằng 1 thì nó sẽ là 1 2 3 4, nếu để bằng số 1 là mã chữ y viết hoa nó sẽ là 1 này, 2 này, rồi thì là 3 này, nhớ 4 này. Đấy là cái nó tác động đến những cái cách hiển thị của các cái li ở bên trong, được chưa? Còn thằng ul thì chúng ta có các cái giá trị cho thằng type này,
nó là circle square và disc, được chưa? Đây là ba loại của cái chai này. Về thẻ media, media này thì chúng ta có những cái thẻ sau, chúng ta có chip này, thẻ IMG, thẻ sửa, đúng không? Thẻ sửa, đúng không? Thì trong cái thằng này chúng ta đều có thuộc tính là SRC. Nó là cái đường dẫn của tài nguyên mà nó cần dùng, đúng không? Thẻ sửa này thì nằm trong thẻ audio và video này, được chưa? Thì chúng ta có cái SRC này bằng cái đường dẫn đến file tài nguyên, thì nó mới ốp vào trong cái vị trí của cái thẻ IMG hoặc là các cái thẻ audio video được, được chưa? Chúng ta có thẻ audio và thẻ video, nó có các attribute như sau, nó đều có đấy, không phải là tự nhiên nó có đâu. Nó có auto start, nó auto play là tự động chơi, nó có control là nó sinh ra các cái nút power này, play này, rồi thì tua, rồi thì zoom out, zoom in, đúng không? Đó, âm thanh to to nhỏ thì đấy là nút control, là cái attribute control. Cái này nó không có giá trị, những cái thằng này nó không có giá trị nhá, chỉ cần viết tên cái attribute vào là xong, được chưa? Nó có thuộc tính là loop, auto loop. Đó, những cái nó có. Tất nhiên những cái này chúng ta vẫn cứ nhét được with hai các thứ kiểu bình thường, được chưa? Tiếp tục cái thẻ table, thẻ table, những cái thẻ cái table thì riêng là table, chúng ta có các thẻ là table này. Với thẻ table chúng ta hay dùng cái thằng border bằng một, tức khi mà chúng ta set cái border bằng một đấy cho cái thẻ table này thì tất cả các cái phần tử nằm trong nó, ví dụ như kiểu là tr td, thì nó sẽ mỗi một cái thằng đấy nó sẽ sinh ra một cái vòng bao xung quanh phía ngoài của các phần tử, được chưa? Hãy nhớ tiếp theo thằng tr có gì đặc biệt không? Tr chẳng có gì đặc biệt, không có, không có thuộc tính nào đặc biệt. Chúng ta có th và td thì hai thằng này có này. Hai thằng này đều có full span và row span, được chưa? Cái này không giải thích lại nữa nhá, biết rồi, không giải thích lại nữa, xong chưa? Full span và row span xong hết chưa? Lấy nhá, ở phần trên này nhá. Chúng ta có thêm các cái song table này, xong đến thẻ A, đúng không? Thẻ A, thẻ script, sau này buổi sau được, mà buổi sau sau nữa sẽ là học script và thẻ link. Thì thằng A và thằng script này có cái thẻ là thẻ href, với thẻ A thì href này nó sẽ là quy định cái file sẽ được chuyển sang khi mà chúng ta tích vào cái thẻ A này, được chưa? Cái file sẽ load về. Tiếp theo là với script, script thì nó sẽ tải cái tài nguyên nằm trong cái thẻ href này về cho trang của mình. Buổi sau các bạn sẽ biết tác dụng của nó. Cái link này thì nó có cái thẻ là src, src href này. Vậy như tôi nhầm, tôi ngược. Thằng A với thằng link thì nó có cái href, còn thằng script thì có src. Hai cái này tác dụng như nhau với thẻ script và thẻ link. Chẳng hiểu sao không quy định được này luôn. Chúng ta chuyển sang đến cái form, thẻ form. À, nói luôn là thẻ cùng chọn. Cùng chọn thì nó giống như thẻ text, nó không có thuộc tính gì đặc biệt. Không có. Chúng ta đến thẻ cuối cùng là thẻ form. Trong thẻ form thì chúng ta nói chuyện đến thằng input trước. Thằng này cực kỳ nhiều chuyện để nói, bởi vì nó có quá nhiều biến thể. Thứ nhất, nói chuyện đến thằng size của nó. Size thì nó có hơn 20 loại size, đúng không? Hơn 20 loại size để quy định cái cách hiển thị của cái thẻ input này với cái giao diện của chúng ta. Thì đấy là cái thẻ size, chúng ta có size là bằng text này, email này,
rồi thì là bắt từng này, submit này, reset này, rồi thì password này, radio này, checkbox này, cực kỳ nhiều, ba chồng nhiều lắm, color, date, time, file, 1 tỷ thứ. Đấy chưa? Đấy là xong cái thuộc tính đầu tiên của cái input là cái thuộc tính time. Đấy chưa? Tiếp tục này, vẫn là thằng input. Vẫn là thằng input thì tôi sẽ có một cái danh sách liệt kê ở đây. Chúng ta có những cái thằng password này, password tag, rồi thì là gì nhỉ, chờ chút, number, tức là những cái type mà những cái type của input nó cho phép viết giá trị vào, cho phép viết giá trị vào thì nó sẽ đi kèm với các cái thuộc tính, ví dụ như value. Được chưa? Value là khi mà chúng ta ví dụ có chúng ta có input time, nếu mà không có thuộc tính value thì nó để trống như này, đúng không? Nhưng mà nếu cái value của tôi set bằng thêm th chẳng hạn như này thì cái chữ khi mà các bạn vừa mới tải trang ra ấy, thì cái chữ th phải nằm bên ngoài luôn. Được chưa? Đấy là tác dụng của cái value, là set một cái thuộc tính có sẵn khi mà trang được tải ra. Được chưa? Chúng ta sẽ còn những cái thuộc tính khác, ví dụ như kiểu là placeholder. Tất nhiên nó không bằng text. Thì đó là cái này này, nó sẽ cho giá trị của cái input của chúng ta. Khi mà không có nội dung gì, không có cái nội dung gì thì nó sẽ hiển thị một cái đoạn chữ mờ mờ ở trong này, đoạn chữ đấy chính là giá trị placeholder. Thấy chưa? Khi chúng ta viết chữ vào cái đoạn cái mờ mờ nó sẽ mất đi. Đó là cái placeholder. Nhờ. Còn gì không nhỉ? Ok, học vậy thôi. Tạm thời vậy. Nắm đi đi nhỉ. Tiếp theo, những cái loại mà nó sẽ liên quan đến những cái mặt dí vào để thay đổi, fit vào để thay đổi giá trị, thì chúng ta có radio, có checkbox, đúng không? Radio, có checkbox thì nó sẽ có thêm cái thuộc tính, tất nhiên nó vẫn có value nhá, nó vẫn có value như bình thường, được chưa? Vẫn có value nhưng nó sẽ có thêm cái thuộc tính là trigger. Khi mà cái thẻ input time bằng radio time bằng checkbox nó có thuộc tính trigger bằng true này, hoặc là chỉ có hiển thị mỗi cái chữ trigger ở trong cái input thôi, thì cái thẻ đấy ngay khi load ra sẽ được tích luôn, nó sẽ được tích ngay lập tức luôn, chứ không phải chờ chúng ta click vào nó mới hiển thị chữ V, không cần chờ nữa, nó sẽ được hiển thị click luôn, check luôn. Được chưa nhỉ? Với thằng number thì chúng ta có thuộc tính về step và min max. Được chưa? Đó, những cái này thì chắc không phải nhắc nữa. Là về thẳng input. Còn một cái lưu ý đó là input type và file ấy, thì nó sẽ không chấp nhận nhét value vào đâu. Input type và file thì sẽ không chấp nhận nhét value vào. Được chưa nhỉ? Với thẻ form thì chúng ta có ba thằng như hôm trước tôi nói rồi, đó là cái action, method và input time. Chúng ta có ba thằng này, các bạn phải nhớ cho tôi nó là có tác dụng của nó, bao giờ chúng ta học cái phê chúng ta sẽ dùng nó tác dụng như thế nào. Thằng select thì nó có một cái thuộc tính thôi, đó là multiple, thuộc tính là multiple viết trong như này. Khi mà cái select nào có multiple ấy thì các bạn được phép chọn nhiều option, chọn nhiều kết quả ở trong select đó. Được chưa nhỉ?
anh lưu ý. Còn các cái thẻ option ở bên trong này thì nó sẽ có hai thuộc tính cần phải lưu ý. Cái thuộc tính thứ nhất là value, cái thuộc tính thứ hai là selling cần. Selected cái thẻ attribute nào, cái thẻ option nào mà có cái thuộc tính selected này này, cái thẻ option nào trong một cái select mà có cái thuộc tính selected này cuối cùng xuất hiện cuối cùng thì thẻ đấy được mặc định là được chọn luôn, chọn sẵn luôn, không còn cần người ta phải chọn nữa, được chưa? Đấy là một vài cái thuộc tính. Hết rồi. Nhiều phép đấy nhỉ. Rồi nhá, bây giờ các bạn ngồi làm của tôi trong 15 phút. Đây này. Chúng ta có một cái đây là đăng ký tài khoản. Thì ở đây là email. Email trong này sẽ có cái input type của email. Email giá trị cần phải có, giá trị có sẵn. Khi không có giá trị có sẵn thì viết cho người ta cái example là row. Gmail.com. Đó. Đây là không, khi không có giá trị nhá. Đây là có giá trị thì khi không có giá trị nó hiện thị cái này. Tiếp theo cái password thì nó sẽ có input type là password. Được chưa? Nếu không có giá trị, tất nhiên là lúc đầu không có sẵn giá trị nhá, chẳng ai để sẵn giá trị ở trong này cả. Thì nó là kiểu password này. Và nó sẽ có cái placeholder. Và hãy điền password vào đây chẳng hạn, một đoạn text vào đây của các bạn. Chúng ta có sender. Radio button là mail. Email. Other. Chúng ta có relationship. Chúng ta sẽ có một cái thẻ select. Đây là merit. Đã kết hôn hoặc là single. Và đang độc thân. Chọn một trong hai đáp án này. Chúng ta có cái biology. Biology là một cái thẻ tutorial và có một thẻ là button ở dưới này là register. Đây là một cái thẻ là cancel. Đó, làm luôn. Biology là kiểu sự. Relation là mối quan hệ. À đâu, cái này phải để tỉ trọng luôn nhất.
Kia chỗ nào, tình trạng hôn nhân nó là một cái thẻ select có hai cái option, có mỗi vậy thôi. Bạn mới tên là gì nhỉ? Tuấn Anh. Buổi sau nhớ đến sớm mượn lát nha, không cho nó mượn hết đấy. Năm phút nữa tôi check mà chưa ai có ai có bất mà có ai chưa có cái gì thì liệu hồn.
Không rồi à? Anh ghế. Xong chưa? Ôi, tôi làm sau mà. Này, chúng ta có cái, tôi giới thiệu thêm cho một cái cặp thẻ này nhá. Cặp thẻ Fuset và Legend. Đây, Fuset ấy, nó sẽ tạo ra một cái khung bao bên ngoài cho chúng ta. Được chưa? Còn thẻ Legend này, là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái lỗ ở đây và viết text được vào trong đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta có cái email này. Chúng ta có cái chữ email này, 2.input time email. Được chưa? Sau đó chúng ta nếu mà muốn set thẳng giá trị luôn cho cái email kia chẳng hạn, ví dụ như kiểu là Nguyễn Văn A a@gmail.com chẳng hạn. À, cái là cái gì nhỉ? A@gmail.com này.
chúng ta xem kết quả. Thấy chưa? Hiện sẵn luôn. Tiếp theo là placeholder, là ví dụ chúng ta nếu mà chúng ta sẽ có ex 2 chấm là Nguyễn A, Nguyễn Văn A, a@gmail.com như này, không có gì đúng không? Nhưng mà khi chúng ta xóa trắng cái nội dung đi, thấy không? Đó, đấy là cái tác dụng của thẻ placeholder. Chúng ta có password thì tất nhiên là chẳng có ai viết nhét sẵn cái giá trị value này của password này vào đây cả. Nhưng chúng ta chỉ có cái value này thôi. Chúng ta chỉ nhét vào đây là ví dụ như ex password. Ví dụ thế, chúng ta sẽ có cái chữ text ở đây. Được chưa? Mấy thằng này thì dễ rồi đúng không? Set cho nó ba thằng radio, là ba thằng radio. Set cho nó chung một cái name là xong. Như này mặc định tôi muốn một thẻ nào đấy được check mặc định thì tôi thêm thuộc tính là checked vào đây. Thấy không? Reload này. Được chưa? Thầy tự được chọn đầu tiên. Reload lại. Được chưa? Đây là relationship. Thì các bạn sẽ thấy là cái select này, trong này có hai cái option đúng không? Thì các bạn nhìn thấy cái thằng merit ấy là thằng được chọn đầu tiên đúng không? Bởi vì nó ở trên nên được chọn đầu tiên. Nếu tôi muốn thằng trước, thằng ở dưới được chọn thì chúng ta sẽ có cái thuộc tính là gì? Selected reload, thì thấy single sẽ được chọn đầu tiên. Sẽ được đã chọn sẵn. Trong trường hợp chúng ta muốn chọn nhiều đáp án, chúng ta thêm cái multiple vào đây. Reload, các bạn nhìn không? Bây giờ nếu mà để chọn nhiều được ấy, các bạn nếu mà để một, để chọn một thì dễ rồi, bấm như cũ, nhưng để chọn nhiều chúng ta bấm giữ control. Đâu nhỉ? Chẳng biết máy tôi nó là cái gì. Đây, được chưa? Giữ control để chọn nhiều. Còn cái thằng này thì dễ rồi, take area này thì dễ rồi. Chúng ta có hai cái button submit. Một cái là submit, một cái là reset. Đây, submit, và ví dụ submit này tôi mà không có cái gì vào đây lên được. Lỗi. Được chưa nhỉ? Đấy là cái bài tập vừa rồi của chúng ta, rất là dễ ứng dụng qua những cái thuộc tính attribute của các thẻ HTML. Xong chưa? Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo. Đấy là tạm thời đến đây, đến buổi, được nửa buổi thứ tư là chúng ta kết thúc về cái nội dung HTML. Hết rồi. Toàn bộ là hết HTML rồi. Học này là quá lâu. Nếu mà lớp ngắn hạn tôi chỉ dạy trong 2 buổi là xong. Được chưa? Chúng ta đến với nội dung tiếp theo của khóa của chúng ta. Nay chúng ta làm quen thôi. Đó là khái niệm về CSS. Khái niệm tiếp theo là CSS. Cái từ CSS này là viết tắt của từ Cascade Style Sheet. Cascade Style Sheet là định dạng cách hiển thị, văn bản định dạng cách hiển thị của giao diện. Được chưa nhỉ? Giống như ngày xưa tôi đã giới thiệu với các bạn ấy, HTML là khung nhà, hay là đó là một bức tranh được phát qua bằng trình, nó chưa được tô màu. Thì chúng ta có cái CSS thì chúng ta sẽ bôi màu vào, lăn sơn, rồi thì làm mái, các lớp kiểu cho những cái ngôi nhà của chúng ta. Được chưa? Thì đấy là tác dụng của cái CSS. Thì chúng ta đã đến với dạng khái niệm nhé. Ví dụ nó có thể giúp cái giao diện của chúng ta nó có màu sắc nhiều hơn, cách hiển thị nó đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với cú pháp của nó là cái gì? Rồi cứ có cú pháp cơ bản đã xong rồi chúng ta mới đến với cái cách dùng. Được chưa? Cú pháp thì chúng ta có cú pháp như sau. Cái đầu tiên bao giờ là cái selector. Selector. Bây giờ selector tí nữa, chúng ta đến selector sau. Selector bóng ở ngoặc, bóng ở ngoặc nhọn. Sau đó đến attribute và value. Chấm phẩy. Đây là attribute nhá, đây là thuộc tính. Đây là giá trị của thuộc tính đấy. Được chưa? Kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Sau dấu chấm phẩy này chúng ta có thể xuống dòng hay viết liền ở đây cũng được, tùy.
đến cái upstream thứ hai. Và link tiếp theo. Được chưa? Có thể có rất là nhiều những cái upstream cho một cái sinh tổng. Đây là cú pháp. Để chúng ta thử nhá. Tôi tạo một cái file mới là style basic.html. Tôi tạm thời ở đây tôi chỉ có một cái div thôi. Tôi có mỗi cái div thôi. Viết text linh tinh vào đấy cũng được. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Chúng ta vẽ cho tôi cái thẻ style. Vẽ tôi cái thẻ style. Được chưa? Đây, vẽ viết theo tôi này. Deep đóng mở ngoặc. Được chưa? Bây giờ chúng ta test xét tủ tính là border 1 pixel. Được chưa? Chạy đi. Ồ, không được rồi. Thiếu. Tôi tưởng là một pixel ra. Solid. Cách ra solid. Cách ra black. Black màu đen. Một pixel solid black. Được chưa? Thấy không? Đây này. Được chưa? Border là viền. Viền bao ngoài. Xong chưa? Tiếp theo này. Xem tiếp nhá. Vẫn border. Radius 5 pixel chẳng hạn. Kết quả này, thấy không? Những cái góc thấy bốn góc không? Nó cong vào. Được chưa? Cong bao nhiêu phụ thuộc vào cái pixel mà các bạn uốn nó vào trong. Ví dụ tôi để là 10 pixel. Thế nó mềm hơn hẳn đúng không? Được chưa? Đấy là cái border. Tiếp theo nữa này. Width bằng 400 pixel. Được chưa? Width bằng 400 pixel. À đây là window nhầm. Width 400 pixel. Coi nhá. Được chưa? Nó quy định lại chiều rộng là 400 pixel này. Chưa hết. Background line
blue, light blue, light blue là màu xanh da trời sáng. Yeah. Cứ thong thả đã, chúng ta đang học cú pháp cho nên là chưa cần phải theo hết đâu. Được chưa, sang chưa? Rồi, tiếp tục. Color white. Thì bây giờ được chưa? Thế vậy thì CSS nó là cái gì? Nãy giờ chúng ta đang biết CSS đấy. Nó giúp các cái thẻ HTML của chúng ta thay đổi cách hiển thị so với mặc định. Được chưa nhỉ? Đó là cái tác dụng của CSS. Còn cái này này, chúng ta đến tiếp tục phân tích cú pháp nhá. Chữ div nhìn thấy không? Nó chính là tên thẻ. Được chưa? Khi chúng ta viết như thế này, tương đương với việc tất cả các thẻ div trên cái màn hình này sẽ được áp dụng các thuộc tính CSS ở dưới đây. Được chưa? Đây tôi viết thử một thẻ div nữa nhá. Tôi BR xuống hai cái này. Tôi viết một thẻ div nữa. Thẻ div này có cái nội dung là lorem 20. Ngắn hơn đúng không? Thấy không? Vì sao người ta gọi nó là selector? Select là chọn. Đúng không? Nó sẽ chọn những cái thẻ nào ở trên cái màn hình này để nó áp dụng những cái quy tắc hiển thị ở phía dưới này. Được chưa? Đấy là tác dụng của CSS với HTML của chúng ta. Được chưa nhỉ? Con nào thắc mắc gì không? Rồi. Còn các cái thuộc tính này tí nữa, chúng ta sau khi học cách dùng thì chúng ta sẽ đến với các thuộc tính. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta đến với cách dùng này. Với CSS chúng ta có 3 cách dùng. Với CSS chúng ta có 3 cách dùng. Cách đầu tiên đó là inline style. Inline style. Inline style là như này này. Bạn ngó cái nhé. Style bằng này. Color bằng màu red. Có thấy thuộc tính giá trị không? Chẳng qua nó không có selector thôi đúng không? Nhưng mà selector làm gì nữa khi nó viết thẳng ở trong một thẻ rồi, đúng không? Được chưa? Đây là cách dùng inline style nếu mà sửa width 700 pixel rồi. Được chưa? Đấy là cái inline style, cách dùng inline style. Này sẽ sử dụng thuộc tính style trong thẻ. Cách dùng thứ nhất là inline style. Xong chưa? Chúng ta có cách dùng thứ hai là internal style. Chúng ta dùng rồi đấy. Đây, internal style. Đây là sử dụng thẻ style luôn. Internal style. Chúng ta có cách dùng thứ ba đó là external style.
internal là ở trong nhá, internal là ở trong cái trang này luôn, còn external là sử dụng những cái file CSS do chúng ta tự định nghĩa ra nhúng nó vào trong trang này. Được chưa? Tôi thử này, tôi thử cái external style này. Tôi cắt thằng này đi là tôi mất luôn đúng không? Mất luôn style cho thẻ div dưới đúng không? Đây tôi thử này. Thẻ div dưới bay mất rồi đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi tạo thêm một file CSS nữa là main.css. Được chưa? Main.css rồi tôi paste cái nội dung vừa rồi tôi vừa viết vào đây. Main.css này. Sau đó tôi nhúng cái file CSS này vào trong trang HTML của tôi bằng cách là viết thẻ link real bằng style sheet, href bằng main.css. Reload. Được chưa? Đây là cách dùng thứ ba là sử dụng cái external style, tôi viết toàn bộ cái nội dung của CSS của tôi vào trong một file .css nào đấy. Sau đó tôi sử dụng thẻ link để kéo cái nội dung của file CSS kia vào, đặt buộc phát vào trong cái chỗ nào tôi viết thẻ link. Được chưa? Đây là cái cách thứ ba, external style là sử dụng viết nội dung CSS ra một file riêng. Có đuôi và .css. Sau đó file vào trang HTML. Bây giờ chúng ta dùng một trong ba cái này đều được. Tuy nhiên ba thằng này nó sẽ có cái mặt lợi và mặt hại riêng, chứ không phải dùng thằng nào cũng như thằng nào. Được chưa? Bây giờ chúng ta nghĩ này, nếu cho hai thằng này cái mặt hại của nó ở đâu, mặt hại cực lớn. Chúng ta xem nhé. Bây giờ trong một hệ thống của chúng ta đây, hiện tại trên website của chúng ta có mấy trang HTML? Hai trang HTML đúng không? Bây giờ nếu mà tôi sử dụng inline style hoặc là internal style, tôi không thể nào áp dụng được những cái CSS cho các cái thẻ thôi. Ví dụ tôi đang áp dụng cho cái thẻ của trang này, trang style basic đúng không? Tôi không thể nào bê những cái tôi áp dụng ở đây style color red, tôi có nghĩa tôi viết ở đây rồi. Tôi không thể nào mà bê những cái này vứt sang ở cái file bt1.html kia. Đúng không? Tức là chúng ta không thể sử dụng lại được code mà chúng ta đã từng viết. Đúng nhá? Cái này cực kỳ dở, không nhỉ? Đấy là cái bất lợi lớn nhất của hai này. Cái bất lợi thứ hai của thằng inline style là các bạn xem cái độ phủ của nó ấy, là nó chỉ áp dụng được cho một thẻ, chỉ áp dụng được cho đúng một thẻ thôi, không áp dụng được cho nhiều hơn, đúng không? Cho nên là cái độ phủ của thằng này còn bé hơn của thằng này nữa, đúng không? Cho nên là đã không mang được đi đâu rồi, cũng thậm chí là không tác động được đến nhiều file, tức là số lượng code HTML và số lượng code CSS của chúng ta sẽ rất là lớn. Phải nói là thực sự rất là lớn khi mà chúng ta chỉnh từng cái element một trên trang HTML. Đúng không? Làm này chắc chết, không làm được đâu. Thế nhỉ? Còn cái thằng này thì sao? Khi mà chúng ta viết ra file CSS rồi ấy, thì chúng ta muốn áp dụng nó ở đâu, chúng ta chỉ cần nhét một cái thẻ link real style sheet href đến cái đường dẫn file này phát là chúng ta có thể áp dụng được luôn, không cần phải làm gì thêm, đúng không? Nó có thể review code tốt hơn và dễ dàng maintain hơn, được chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của nó.
thấy điểm mạnh điểm yếu của thằng này, mới thấy điểm yếu đúng không, chứ chưa thấy điểm mạnh của mấy thằng này đâu đúng không. Bây giờ nói đến điểm mạnh của nó này. Khi mà nói đến điểm mạnh của inline style và internal style thì chúng ta phải nói đến một cái thứ gọi là độ ưu tiên, độ ưu tiên của các cái cách dùng này. Đó là cái độ ưu tiên ấy, thì chúng ta nhớ tôi sắp xếp như sau. Độ ưu tiên thứ nhất là ưu tiên inline style, là ưu tiên nhất. Ví dụ ưu tiên khi nào, các bạn thấy này, đây tôi cũng viết tất cả các thẻ deep đúng không, nó có màu là màu gì, trắng đúng không, nhưng mà ở trong này tôi viết một phát inline style color bằng red một cái thì sao, thì đây hiển thị đây này, thấy không, nó đá bay cái thằng external hoặc là internal style đi, nó áp dụng của cái thằng inline style luôn, được chưa. Thằng inline style nó có độ ưu tiên là cao nhất, được chưa, độ ưu tiên của nó là cao nhất khi mà có những cái CSS áp dụng cho một chung một cái cho chung một thẻ và cho chung một thuộc tính, được chưa nhỉ, thì nó sẽ được ưu tiên cao nhất. Đấy là cái thuộc tính về inline style. Tiếp theo cái internal style sao, có phải là nó được ưu tiên cao hơn thằng external style không? Các bạn nghĩ thử gói đoạn thử nhá. Ở đây tôi đang có thẻ main này, tôi có color là white đúng không, tôi tạm thời tôi bỏ cái color red ở đây đi. Rồi bây giờ về trắng rồi đúng không, tôi viết inline style ở đây là những cái thẻ deep sẽ có cái color bằng green. Bây giờ thằng nào được green được á, đúng không? Rồi bây giờ lại bê thằng này, cắt đi, vứt xuống dưới đây. Giờ sao? Thấy chưa? Thế vậy độ ưu tiên là gì? Độ ưu tiên của hai thằng này á, nó không phải là thằng nào ưu tiên hơn thằng nào, mà quan trọng là thằng nào được viết sau, được quy định sau. Thằng nào được quy định sau thì thằng đấy sẽ được áp dụng, được chưa? Lưu ý cho tôi cái điều này. Chúng ta test thử, chúng ta nhấc cái thằng này đây nhá, color thằng này vẫn có color bằng màu blue đi đúng không, và chúng ta nhấc cái in cái external của chúng ta nhét dưới, nó dưới hẳn thằng này mà, xem được không nhá, không được đúng không. Vậy chứng tỏ là có ở trước hay ở sau thì cái color này nó vẫn theo inline style, chứ nó đếch quan tâm gì đến thằng nào viết trước, thằng nào viết sau. Hãy lưu ý. Đây là cách dùng CSS. Còn khi sau này các bạn đi làm ấy, thì khi mà vào dự án ấy, hoặc thậm chí là chỉ là thực tập thôi ấy, đứa nào mà người ta viết nhìn mà thấy viết inline style chắc đánh gãy tay luôn, không bao giờ được viết cái này nha, không bao giờ viết inline style. Có ra nhưng mà khi đi làm cũng chẳng ai dùng, bởi vì nó khi mà các bạn viết inline style sửa rất là khó, bởi vì trong một dự án ấy nó có hàng trăm view luôn ấy, thậm chí là có những cái dự án mà hàng nghìn view, hàng nghìn cái giao diện ấy, mà ông chỉ cần nhỡ tay ông sửa một cái inline style dở hơi thôi là người ta tìm trong 1.000 file đấy há mồm. Thật đấy, lưu ý. External style cũng là đã là hiếm rồi, có dùng đã là hiếm lắm rồi, nhìn thấy đã khó chịu lắm rồi, nhưng mà nhiều khi vẫn phải chấp nhận. Nhưng mà inline style thì đặc biệt là không bao giờ được dùng, được chưa? Còn cái nữa, tí quên. Chúng ta còn cái nữa này, bây giờ thằng này green rồi đúng không? Đó, tôi bê thằng này vứt xuống dưới thì nó sẽ áp dụng màu trắng đúng không? Đây, chữ màu trắng hết đúng không? Được chưa? Xong nhá. Bây giờ thằng ở trong cái file main này đang được áp dụng CSS, ở trong file main này đang áp dụng nhá. Bây giờ xem này, chấm than Important. Được chưa? Cái thuộc tính nào được set là important thì thằng ý sẽ được ưu tiên áp dụng, được chưa? Ưu tiên áp dụng cho đến khi nó gặp một thằng important khác,
Được chưa? Lưu ý cho tôi. Kể cả bây giờ tôi nhét vào đây style bằng color red. Thấy không? Như bình thường là nó sẽ ăn màu đỏ. Đây. Nhưng mà khi đã có important rồi thì kể cả inline style cũng dẹp. Được chưa? Chỉ có thể thay đổi khi ở đây nhét thêm một cái là chấm than important nữa. Được chưa? Hãy lưu ý cái thằng important này. Và mấy ông bà kiểu vừa ra trường hay là vừa học bập bẹ CS xong ấy, ông bà nào cũng nhét important vào, cả file chỗ nào là important. Tôi nói thật đấy. Xong rồi đến lúc sửa không biết thằng nào cần phải sửa đâu. Hạn chế dùng tôi biết là được rồi, nhưng mà hạn chế dùng thôi. Chứ không phải lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ nhét vào là chết. Được chưa? Đấy là chúng ta nói về khái niệm CSS, cách dùng CSS và cú pháp chung của CSS. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái trò này để cho nó quen đi. Thứ nhất, tạo cho tôi một file HTML, tạo một file main.css. Rồi chúng ta nhúng cái file main đấy vào. Nhúng cái file main đấy vào đây. Nhúng cái file main đấy vào giống như tôi này. Được chưa? Sau đó chúng ta đi copy cái mớ này về. Ví dụ các bạn có thể vào bất kỳ trang nào các bạn copy, ví dụ như kiểu là 24h.com.vn chẳng hạn, vào tiêu điểm V3 ngoại hạng Anh. Được chưa? Nhìn thấy không? Thấy không? Ở đây rất nhiều ảnh, rất nhiều bảng biểu thứ các kiểu đúng không? Đây là ảnh này. Cái này là cái ảnh nhất ra là cái ảnh này. Nhá. Cho nên chúng ta lấy được cái ảnh ấy về. Thì bây giờ cái video này các bạn nhét cho tôi một cái video tạm thời nó đấy vào nhá. Được không? Video chúng ta cứ tải về nhét vào trong thẻ audio, thẻ video và sược thôi. Chứ không có gì khó cả. Còn ảnh thì các bạn phải copy hết mớ ảnh này về. Như chuột phải này, save image as này. Được chưa? Copy ảnh về đặt vào trong thư mục của mình á. Bây giờ yêu cầu này. Các bạn đi clone lại một trang HTML nào đấy, một bài báo nào đấy. Được chưa? Ví dụ trang này đi, bài này đi. Chúng ta tự đọc về CSS nhá, tự đọc trước nhá. Sau tôi sẽ chữa sau. À quên nhầm. Thôi rồi, để tôi tí tôi giới thiệu qua những cái thuộc tính CSS đã, xong rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn sẽ làm bài tập. Nhưng mà đây sẽ là bài tập về nhà này. Các bạn đi clone lại một cái bài báo nào đó. Để copy lại toàn bộ nội dung này, ảnh này. Còn video thì tùy, video không bắt buộc nhá. Bao gồm chữ viết này, các đường dẫn này, các đường dẫn này các bạn để là href bằng dấu thăng để nó không link đi đâu cả, được chưa? Những cái này là chúng ta phải clone được này. Được chưa? Copy về. Video nhúng một cái video khác, cái chỗ này là dùng thẻ gì của HTML là phải biết rồi. Được chưa? Và chúng ta tiến hành copy cái nội dung của cả một trang báo nào đó về làm bài của mình. Tách ra file CSS để nhúng vào. Được chưa? Ví dụ tôi ví dụ cho các bạn cái phần này nhá. Ví dụ bài này nhá. Rồi. Đây là cái thẻ H1 đúng không? Rồi, để tôi copy. Đây chúng ta có thẻ H1 này. Tiêu điểm các thứ kiểu đúng không? Tiếp theo đến cái vòng 3, bỏ qua những cái chi tiết nó khó nhỏ nhỏ khó quá thôi. Chứ không nhất thiết là cứ phải copy hết đâu, vừa phải, đến cái mức mà các bạn có khả năng làm tối đa thôi. Giờ đây tôi để thẻ H5. Ở đây là vòng 3 đúng không? Cái này là tôi hay dùng strong. Deep. Đây để là strong. Để tách vào. Rồi chúng ta coi như bây giờ chúng ta có cái gì. Được chưa? Tách rồi nhá. Nhưng mà chữ này nó to hơn chữ bên này đúng không? Và nó chưa có màu xanh đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xem tôi làm sửa như nào nhá. Ở trong main này chúng ta có thẻ H1 đúng nhá. H1 chúng ta sẽ có font size bằng 14 pixel. Ví dụ thế. Bé tí, hỏng rồi. Nhầm rồi. Bằng 18 đi, 18 pixel đi. Phải 20. Được chưa? Sao? Thuộc tính đầu tiên là font size, là quy định kích cỡ của chữ.
nó có thể định nghĩa lại cái kích cỡ của chữ của chúng ta to bằng ngàn, được chưa? Rồi chữ bên kia nó màu gì? Xanh lá cây, đúng không? Điền cắp màu chuột phải này, chỉ có chữ chuột phải này, inspect này, nó ra này đúng không? Nhìn thấy cái color đấy không? Ăn cắp, copy về color. Xong chưa? Các bạn cứ đi ăn cắp đi. Bài này tôi cho phép các bạn ăn cắp. Tùy. Ăn cắp kiểu gì ăn cắp, đến lúc tôi hỏi là phải biết trả lời nó là cái gì là được. Được chưa? Không cần, không cấm cái việc đấy. Bởi vì sau này các bạn đi làm nhiều khi là đi cóp từ chỗ khác về. Miễn là chúng ta hoàn làm sao chúng ta hiểu được là được, chứ không cấm cái việc đấy nhá. Được chưa? Rồi. Đừng nghĩ ăn cắp dễ, yên tâm. Rồi. Được chưa nhỉ? Bây giờ đến cái đoạn này đúng không? Thứ hai này, các thứ các kiểu đúng không? Ở đây nó đang chữ nó đang đậm đúng không? Được chưa? Chúng ta có thẻ gì? Thẻ H5 thì chúng ta sẽ có là font width là 100. Hình chữ thường nhỉ? Được chưa nhỉ? Font width quy định độ đậm nhạt của chữ. Thuộc tính thứ hai là thuộc tính về font width quy định độ đậm nhạt của chữ. Nếu chúng ta xét đây đến 900 cái, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đậm cực kỳ luôn, đúng không? Hoặc là chúng ta chuyển cái số này thành chữ bold hoặc là bolder thì chúng ta cũng nhìn thấy nó rất là đậm. Font width là quy định độ đậm nhạt của chữ. Đây vòng 3 ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến MU đè bẹp đối thủ. Gì đây? Đã có chưa? À có rồi, xong. Tiếp theo đến nội dung phía dưới. Nội dung phía dưới này. Đâu trang nó nhỉ? Đây, tạm thời video tí tôi nhét vào sau nhá. Đây. Khi MU cô đơn lên đỉnh các thứ các kiểu này. Thấy chưa? Cái này là cái gì? Phần này là phần gì, thẻ gì đi được? H5 thì lại bị ở đây nó là không quét, nó không đậm được như kia. H3 chữ lại to quá. H4. Để H4. Đây, chúng ta sẽ có một cái thẻ deep nữa. Biết vì sao tôi nhét thẻ deep vào đây không? Hả? Đây nha, tôi nhét nếu mà cái strong này của tôi nhét viết tiếp đúng không? Ở đây là thẻ gì nhỉ? Khi màu U này. Để tôi copy. Ví dụ tôi viết cái đoạn text này nữa đúng không? Nhét cái đoạn text này vào trong nữa này. Đây đúng không? Thì sao? Thì nội dung vừa rồi nó sẽ viết lùi vào trong luôn, sát luôn, đúng không? Bởi vì nó có kiểu hiển thị là inline style, inline đúng không? Nó là inline. Thì chúng ta nó sẽ dí tiếp vào đây luôn. Nhưng mà với cái thẻ deep đặt ở ngoài á, thì cái div nó có cái thuộc tính hiển thị là block, cho nên chiếm hết cả cái chiều ngang, được chưa? Cho nên bây giờ chúng ta cứ nhét vào trong thẻ div thì là tự động nó sẽ xuống dọc, thấy không? Tự động nó xuống dọc, không cần br nữa, được chưa nhỉ? Br cũng được nhưng mà không dùng br nữa, được chưa? Đấy là cách chúng ta đi copy, tôi chỉ hướng dẫn đến thế thôi. Không nốt đâu, chỉ vậy thôi. Được chưa? Đấy là đi cách đi ăn cắp. Tiếp theo này. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thằng selector. Bây giờ chúng ta đến với cái thằng selector và những cái thuộc tính CSS cơ bản để giúp chúng ta có thể làm được cái bài tập này. Thì cái cách dùng selector ấy, nó khó. Rất là khó, không phải dễ. Chúng ta có những cái cách dùng selector như sau. Hiểu selector là gì chưa? Selector là nơi để giúp chúng ta tìm ra những cái thẻ nào ở trên giao diện để áp dụng những cái CSS chúng ta biết ở phía dưới. Thì đấy là khái niệm về selector. Được chưa? Để xác định được một cái đoạn. Ví dụ trong trang của tôi có 5 thẻ H1. Nhưng mà chỉ có một cái tôi muốn áp dụng cái gì đấy thôi, hoặc là hai cái thôi. Ví dụ như này nhá. Ở đây chúng ta có xong phần này nhá. Ở trong đây chúng ta sẽ có
thẻ H3 này. Chúng ta có 3 cái thẻ H3 đi. 4 cái thẻ H3 đi. Được chưa? Bây giờ tôi muốn hai cái thẻ H3, một cái đầu và một cái cuối. Một cái thẻ đầu và một cái thẻ cuối này. Chữ nó sẽ sang màu xanh. Còn ba thằng còn lại, hai thằng ở giữa này, chữ nó vẫn là màu đen bình thường. Giờ làm nào? Hả? Có tìm vào mắt. Nếu mà các bạn với chỉ những cái CS mà chúng ta vừa mới học, không thể nào mà tìm được. Đúng không? Bây giờ chúng ta thử cách của tôi nhé. Tôi tạm thời viết inline đây nhé. À, đây là style, internal style nhé. Gì nó trừ lắm tiền của mình này trời. Rồi, chúng ta coi nhá. Hả? Cái gì? Anh chỉ thấy cái điều hòa nó có vấn đề thôi, anh không được ký gió nó luôn. Ngồi đấy siêu nóng luôn. Rồi, xem này. Xem nhá. Bây giờ cực kỳ đơn giản. Với thẻ H3 đầu cuối này, tôi sẽ có một cái thẻ, một cái thuộc tính class vào đây. Class này. Ở đây là BG of color trừ green này. Được chưa? Và tôi bê cái class này, tôi vứt xuống dưới này. Được chưa? Chúng ta coi nhá. Chấm color trừ green thì nó sẽ có cái color bằng green. Được chưa? Đúng đầu cuối không? Sao? Dấu chấm, các bạn lưu ý cho tôi, dấu chấm ở trong CS là quy định những cái class. Được chưa? Quy định về viết CSS cho những cái class là dấu chấm. Còn quy định cho một thẻ nào đấy, toàn bộ thẻ nào đấy thì chúng ta có viết thẳng tên thẻ vào là sao? Được chưa? Đấy là class. Tiếp theo chúng ta có ID. ID. Đây là màu hường nhỉ ạ. Được chưa? Thì tôi đặt tùy các bạn thôi, đặt CS đặt cái thuộc tính cho nó, giá trị thuộc tính như nào cũng được. Với ID chúng ta có dấu thăng color, dấu thăng màu hường nhé, xin lỗi các bạn, thăng tên ID color bằng màu pink, đủ hường chưa? Xong chưa? Đây là hai cách dùng nữa của selector. Cách dùng đầu tiên của chúng ta vừa học đó là tên thẻ xong đóng màu hoặc nhỏ. Cách dùng thứ hai là dấu chấm, đúng không? Dấu chấm cộng với tên class. Được chưa nhỉ? Đóng màu hoặc nhỏ. Cách dùng thứ ba là sử dụng ID, thuộc tính giá trị của thuộc tính ID của một thẻ nào đó là dấu thăng cộng với tên ID đóng màu hoặc nhỏ. Xong như nhỉ? Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn cái sự khác nhau giữa ID và class nhé. Các bạn xem này. Đây các bạn sẽ nhìn này. Được chưa? Font size 20 pixel. Có hơn không? Tôi cho hẳn 30 nhé. 30 cho nó to bật lên. Sao? Thì là cái thẻ này nó được áp dụng những cái gì? Cả font size, cả color. Đúng không? Nó được, nó có hai class này. Thấy không? Có hai class thì nó sẽ được áp dụng toàn bộ CSS của cả hai thằng nếu các thuộc tính ý không bị trùng nhau. Được chưa? Nếu các thuộc tính ý không bị trùng nhau thì nó sẽ được áp dụng cả toàn bộ những cái CSS mà quy định cho những cái class mà nó có. Sao nhỉ? Đấy là cái
tác dụng của cái thuộc tính class và giá trị của class với cách sử dụng CSS. Được chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ với ID này. Test. Đây là background green. Được chưa? Thằng này vừa có ID là màu hường, vừa có ID là test. Sao? Xịt luôn. Không phải không có gì mà là xịt luôn. Nhìn thấy không? Các bạn thấy không? Nó hỏng luôn cả CSS của bất kỳ cái ID nào. Là hỏng luôn. Thế vậy bây giờ cái ID và cái class khác nhau ở đâu? Class của một thẻ thì có thể chứa nhiều giá trị. Mỗi giá trị đấy cách nhau ở một số cách. Được chưa? Còn với ID, các bạn lưu ý với ID nó chỉ chứa được duy nhất một giá trị mà thôi. Không bao giờ có nhiều. Nếu mà nhiều thì hỏng bét hết. Không bao giờ được tìm thấy. Từ từ, cái đấy tí nữa học. Cứ thông thả. Học cái selector trước đã. Cái selector khoai hơn. Được chưa nhỉ? Đến đây là chúng ta đã có 3 cách dùng để dùng selector rồi nhá. Tạm thời vậy, buổi sau chúng ta học sâu hơn, chúng ta còn khoảng gần 20 cách sử dụng selector nữa cơ. Rất nhiều, chứ không chỉ ít như này đâu. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ đến cái phần những cái thuộc tính hay dùng này. Chúng ta có thuộc tính là width, là quy định, ví dụ width bằng 200 pixel chẳng hạn. Thì cái này là quy định chiều dài. Chiều rộng. Thế nhỉ? Chúng ta có hai bằng 70 pixel cả. Là cái thằng này nó quy định chiều cao. Chúng ta có thuộc tính background. Ví dụ background nó sẽ chấp nhận các giá trị là chữ này, ví dụ như white này, aqua này, rồi thì light blue, light green. Được chưa? Hoặc là nó sẽ chấp nhận những cái ví dụ như thằng này, DE nó là màu xám. Được chưa? Chúng ta có thể detect cái này bằng cách là search cái color HTML color code phát là ra ngay. Thì cái này nó sẽ quy định về cái quy định về màu nền. Cái này là về màu nền của thẻ. Của thuộc tính color. Ví dụ màu đỏ chẳng hạn. Nó sẽ quy định về màu chữ. Màu chữ ở trong thẻ. Chúng ta có thuộc tính là cái gì nhỉ? Quên sử rồi. Phông sai. Phông sai. Hai mươi chẳng hạn. Cái này nó sẽ quy định về cái gì? Độ lớn của chữ. Chúng ta có phông quét những cái thông dụng nữa nha. Còn về hệ thống tử tế thì chúng ta sẽ được học buổi sau. Quy định về độ đậm nhạt. Chúng ta có thuộc tính border. Border nó sẽ có 3 cái tham số. Tham số đầu tiên là 1 pixel chẳng hạn. Thì cái 1 pixel này nó sẽ là về cái độ rộng của cái vùng bao. Độ rộng ấy của vùng bao đó. Cái thuộc tính thứ hai là thuộc tính, chúng ta có những cái thuộc tính dash, dot, double, roof, cái gì đấy. Tôi hay dùng là solid. Solid là một đường liền.
Dotted là những cái dấu chấm. Dash là những cái dấu gạch ngang không liền nhau. Được chưa? Và cái màu của cái viền, ví dụ màu FFF màu 000 là màu đen. Được chưa? Chúng ta coi nhé. Thấy không? Đây, chúng ta thay đổi cái solid này thành cái dash. Thấy không? Thành những cái đường viền cái gạch gạch. Bây giờ chúng ta đổi thành dotted. Dotted thì nó là dấu chấm. Được chưa? Dấu chấm này nhỏ xíu. Đó là các cái thuộc tính hay dùng. Xong mình nhỉ? Border, còn border radius. Ví dụ 10 pixel chẳng hạn. Thì cái thằng này nó quy định về về vùng về bo bo tròn. Thằng này là bo tròn cái bốn góc của thẻ. Được chưa? Vẫn còn. Bây giờ chúng ta nhét vào đây là text align. Text align chúng ta có center. Xem như nào nhá. Chữ căn giữa. Text align là vị trí chữ. Nó sẽ căn theo hàng ngang. Có thể là đẩy sang bên trái, đẩy sang bên phải, hoặc là đẩy center là căn giữa. Chưa? Chúng ta còn nhiều lắm, nhưng mà thôi tạm thời bằng này. Bằng này thứ là chúng ta có thể làm được cái bài này rồi. Để làm được một cái bài báo nào rồi. Đủ khả năng làm rồi. Color, clear các thứ các kiểu. A à, còn cái thằng này có thể dùng thẻ Y được. Đúng không? Không quá khó. Rồi ok. Bài tập về nhà làm clone lại một bài báo nào đấy. Được chưa? Clone một bài báo nào đấy, nộp lại toàn bộ project ở trên Google Drive cho tôi, để tôi về tôi xem nha. Đó, còn chúng ta hôm nay học qua về cái khái niệm là CSS này, cách dùng CSS, cú pháp này, làm quen với những cái CSS, cái selector trong CSS cơ bản và các cái thuộc tính đơn giản nhất, dễ nhất quả đất ở trong CSS. Được chưa? Và chúng ta về làm cho tôi cái bài tập là copy về, có nghĩa là viết lại một cái bài báo nào đấy, có thể ở VN Express hoặc 24 giờ. Và chúng ta clone lại nội dung của họ. Nếu mà có đủ khả năng thì clone lại cả các thuộc tính và các giá trị của họ. Được thì tốt. Ê, có tài năng quay cóp quá. Ê, được. Được chưa? Đó. Và nộp bài vào tối ngày mai. Vẫn giờ cũ.